Con bút bên này nó không có bút. Hả? Thì mấy người nào ta bút sao? Nè, hello đại gia đình. Má mày. Ba. Có mẹ đây con. Chị đang làm gì chay? Nó kiếm ta còn chị. Ngủ không á? Ngủ. Ngủ. Tưởng đâu nhà nhóc chết gì chứ. Ngủ sao sao? Ơi con. Ta chuyến đi sao? Exciting. Mười nhẫn ơi, không có mười nhẫn buồn quá. Sao nhẫn nó đi chung rồi. Ờ đúng rồi. Nó đi chung qua bển thăm Vũ luôn luôn với con chí bé nó luôn. Vậy chứ anh này cậu bảy bển cũng trồng nha. Chị à. Sao? Ủa ngủ rồi. Hồi nãy với mình đi tiếp bên kia đó, đi... nó đâu có cho đâu, không cho hả? Nó đi mình đi kiếm đó mình. Có cái số mã số. Ồ, vậy thì cũng công bằng. Xe đông quá nha, giờ bắt ra ngoài coi cho người ta coi xe. Nó chờ múc chỉ rồi để qua phà, giống như kẹt phà bắt mấy thận, chờ múc chỉ để qua phà. Ừ. Phone nào vậy? Nhắn tên. Không thấy con ngủ không vậy? Không, không có. Nó chết in rồi á, có cần gì nhắn cho anh biết. Ai? Ủa còn chết in gì nữa? Đi vô nhà phải chết in chứ. Hay nói đợi xuống phà mà đợi hoài nó không xuống xe, cái lam này nó không có đi. Đi vô nhà anh á. Bị delay nữa rồi. Hôm nay là ngồi ngồi nè đứng đầu ngoài nha. Rồi chắc là rửa không đi chắc kêu quá trời mình đâu chắc chờ đợi chuyến sau nữa. Tiếng ngồi nữa. Nó lấy nó còn phải dọn phà nó còn phải chuẩn bị. Nhưng bên kia rất đông tới 200 chiếc hả? Lên bên kia nó lên phà đó phải không? Ở đó lên phà. Làm chưa có ai lên. Nó lên, nó lên, nó xa lên đó con. Ủa mà sao bên đó đi cái lai khác là sao vậy ta? Lên cái lai mình chào cái bạn. Lên cái đó nhiều khi người ta bút, người ta trả tiền rồi. Mình lại là nó có rồi. Ừ. Bữa chị Dung chứ đó chứ có cái lai mà bèo hay là lai ấy á, là lai đó là người ta đăng ký sẵn. À, hôm nay em đúng rồi, cái lai đó chắc là người ta đăng ký. Mình lỡ rồi nó đã có sẵn rồi. Nó có một lên hai lên rồi. Có mà mình chờ chờ chừng nào không có rồi mình mới đi. Trống mình mới đi. Trống mình mới đi. Còn mấy lại đó lại là đăng ký. Chứ mình yên chí sáu muộn gì đêm nay mình cũng qua được phà. Đúng rồi. Thì giờ làm gì làm mà. Làm Vũ nó chạy chết mò nó luôn. Đây có gì bốn không? Nó dẫn con cái đi bơi lội rồi.